Rồi, chào anh Hòa, chào cô chú anh chị cả nước. Hôm nay em có về mười mấy phôi mai, thành phẩm có, phôi có, giao lưu cho anh em. Lỗi gì anh? Gốc nhớt, ghép giả hữu đức. Rồi. Số điện thoại luôn anh ơi. Số điện thoại của em là 0917 359 719. Rồi. Cũng là số Zalo luôn. Vậy là hôm nay là đủ loại anh. Đủ loại. Chơi Tết được luôn ha. Chơi Tết, hàng chơi Tết, thành phẩm. À. Đây vô cây số 1. Số 1 là một cây cũ ha. Cái banh luôn á, xù tròn mà ghép liền luôn ha. Rồi. Đó, quá trời luôn. Đó, một cái cũ to ha. Một cái cũ tròn quay luôn cái banh này ha. Rồi lắc nhẹ vòng. Xù á ha, xù hết ha. Xù luôn. Xù 100% luôn ha. Quá trời luôn, cũ. Ừ, nút luôn nha bà con. Cái này về là chơi Tết là ok luôn rồi. Hội tụ đầy đủ. Nút đó, nhóc trơn ha. Cái này bông bự ha, bông chín 12 cánh ha. Rồi. Bông bằng ít là ly á. Tìm vòng á, giờ vòng về vòng. Cũ to luôn. Rồi, sẵn cho thông số luôn rồi. Đây là số 1. Rồi, số ha. Ngay cũ ha. Cũ luôn. Cũ là 28 ha. Rồi, 28 bà con. 28. Rồi. Còn quay. Hoành thăng là 13. Rồi, 13. Kính tàn nha bà con. Cao là 68. Rồi. Ngang là 65. Rồi. Mã số 1 em giao lưu là 2.700.000 ha. Tiếp tiếp biển ha. Bao phí bao chậu luôn ha. Rồi ok, đổi rồi, rồi. Rồi, đây là cũng số 2. Số 2. Số 2 cũng là hữu đức ghép gốc nhớt ghép vợ hữu đức ha. Rồi. Cũng là một cái cũ rồi, cũ này nhỏ hơn. Quá đẹp luôn đó, này Tết là để bàn chơi ok ha. Mình vô dây sẵn hết. Vô dây sẵn chân à. Thành phẩm luôn. Được luôn. Rồi cho thông số em này luôn anh. Đây. Cái cũ là 17 ha. Rồi 17. Hoành thăng nữa. Hoành thăng đó là 10. Rồi 10. Cao là 59. Rồi 59. Ngang là 53. Rồi. Rồi, mã số 2 em Zalo giá 1.1 triệu ha. Rồi, 1.1 triệu miễn phí ship. Rồi, đổi luôn. Số 2 vô luôn. Rồi, số 3. Cây số 3. Số 3 cũng là mà cây mai gốc nhớt ha, ghép vợ hữu đức ha, cũng xù hết ha. Đây. Nó xù chân ầm bộ luôn. Rồi, cho vòng đi anh. Cũ quá trời xù quá. Cũ to luôn bà con. Nói chung là có nút nụ đầy đủ hết trơn. Đầy đủ này về tứ nước là chơi thôi. Rồi đo đi anh ơi. Cũ này 22 ha. Rồi 22 bà con ơi. Hoành thăng là 11. Rồi. Cao. Cao là 71 ha. Rồi. Ngang là 63. Ok luôn. Rồi mã số 3 em giao lưu giá là 1.800.000 ha. Rồi ok, đổi bà con ơi. Đủ xù ha, chồng quay cái banh á. Tiếp theo luôn. Số 4. Số 4 cũng là một cây gốc nhớt ghép giả hữu đức, bông bự ha. Bông lớn ha. Chín 12 cánh. Khá lớn nha bà con, bẻ chì nhôm hết. Đây này là sụt trứng không ha? Đây. Đó. Đây đây. Đó. Rồi lắc nhẹ nhóc chơi luôn nè, nó không sụt trứng nhóc chơi luôn à. Nhỏ nhóc. Rồi đo luôn anh ơi. Vậy là có sụt trứng nha bà con. Này có sụt trứng nhìn thấy anh em bà con nè thấy không? Ok. Nhóc chơi nguyên cục đây dài dài á, mười mấy trứng á. Nhỏ nhỏ ha. Rồi, đo nè. 22, cũ rồi, 22 ha. Cũ 22. Ok. Có nút nha. Chơi bonsai là nhí luôn á. Ai hoành là 11. Rồi. Cao là 45. 45.
cắn ngang là 54. Rồi cây số 4 em giao lưu là 1.900.000 ha. Cái này có sù trứng ha. Có sù trứng luôn. À. Rồi. Okay. Đi nó nhỏ mà nó quá trời. Còn nó luôn. Bíp luôn. Rồi, số 5. Em này là số 5. Cũng một cây mai giảo ghép Hữu Đức mà nó liền luôn rồi ha. Nguyên củ sù ở đây à. Quá trời. Liền cốt luôn rồi. Hàng này hàng độc luôn rồi. Sù không. Mini và sù rồi. Hoành là 19. Rồi, 19. Cây cũ á. Okay. À, hoành là 11. Rồi. Cao là 61. Ok luôn. Ngang là 43. Rồi, mã số 5. Em giao lưu giá là 1.500.000. Rồi, 1.500.000. Rồi, đó luôn. Số 6 số cũng 6 là một cây sù thành phẩm ha. Ừ, đây củ kính hết, kính hết rồi, đẹp luôn, chê tết đó. Luôn cái củ quá trời luôn ha, củ trồng quay luôn đó, mấy củ không à. Ừ, củ có nút luôn nha bà con. Ừ, đó củ và xù á ha, xù 100 ha. Ừ. Rồi ok, toàn lớn bà con, toàn lớn. Rồi thông số của em này luôn. Cũ là 23. Rồi, 23. Thăng nó là 12. Rồi, 12 luôn. Cao là 72. Rồi. Cắn ngang là 80. 80. Rồi, mã số 6 hả? Số 6 anh Tèo. Số 6 giao lưu giá 1.700.000 ha. Rồi, 1.700.000 luôn bà con ơi. Toàn kính chơi tết. Quá trời, hàng đẹp. Hàng chơi tết không á, hàng bao chơi luôn. Rồi số 7. Cũng là một cây mai giảo gốc nhất ha, ghép gốc nhất ha. Ủa gốc nhất ghép gạo Đức. Rồi gốc nhất. Toàn rồi, kính nha bà con. Kính càng hết. Nút nhóc luôn. Này là bao hàng chơi tết luôn á. Tứ nước à, chơi hỏi cái gì khoăn nghiết gì hết á. Dì dì nhôm luôn. Rồi dì nhôm đầy đủ hết rồi, dì để vô. Đây không có củ hết nha. Đặc biệt là sù 100. Cái củ có sù 100 luôn. Rồi, cũ là 19. Rồi. Cao là 74. Rồi, 74. Rộng ngang rộng tràn là 73. Rồi. Rồi, mã số 7 em giao lưu là 1.600.000. Rồi, đổi luôn rồi con ơi. Bao xếp bao chậu luôn ha. Rồi, tiếp theo. Số 8. Em này là số 8 rồi con ơi. Cũng là một cây gốc nhớt ghép giả Hữu Đức, bông bự. Sù 100. Nút khá nhiều. Ừ. Nút không, cây mấy lô này quá trời đẹp luôn. Này, nút đầy cây luôn. Ừ. Lô này lô ra lựa ha. Lựa bởi vì nó đẹp không ha. Hàng hàng lựa. Hàng lựa. Ừ. Tiễn ha. Tiễn. Rồi, rồi đó anh. Phụ. Cái này cũ, cái này nguyên bộ đế đi. Cái này cũng không có. Bộ đế ấy của nó. Rồi là 37 ha. Rồi 37 bà con ơi. Đây nút khá nhiều. Hoành là 11. Rồi. Cao là 69. 69. Rộng ngang rộng tràn là 79. Rồi. 90. 90. Rồi đây. Đó, một cái gỗ nó rễ nó quắn ngang luôn à. Nó quắn ngang luôn mới xù 100 luôn. Rồi. Rồi, mã số 8 em giao vô lưu là 1.900.000 ha. Rồi, đổi nha bà con. Nè, okay. Xù ha bà con. Xù mấy giá hơi ấy ha. Tiền nào của đó. Ừ, tiền nào của đó, ừ. Hàng độc luôn á. Ừ. Không phải là mà mắc ha bà con. Giá 1.000.000 mấy để bàn chơi, ok. Đây là một cái cũ thấy không? Quá trời độc luôn á. Siêu tâm. Nếu hàng này không có cũ gì em bán ở đây có 300.000 cây à. Cũng có hàng luôn á, hàng nhỏ hơn. Cái này là hàng cũ à, sù 100. Toàn lớn bà con ơi, mua về chơi tết ha. Ok. Lấy một cây sù nhỏ, ở cây gốc nhớt nhỏ ở đây để so sánh rồi chàng ơi. Lấy cây nhỏ nhỏ à. À, cái cũ là 19 ha. Rồi, 19 luôn. Hoành thăng nó 10. Rồi.
cao là 68. Rồi 68. Ngang là 66. Rồi mã số 9 em giao lưu giá là 1.500.000. Rồi 1.500.000 đổi luôn. Trời ơi. Rồi lên số 10. Số 10. Đó, số 10 cũng là một cây giảo. Số 10. Đây gốc nhất ghép giảo hữu đất ha, số 10. Số 10. Ừ, đây số 10. Một triệu rưỡi hay như? 9.000 rồi toàn kính hết trơn nha bà con. Đúng luôn. Củ cũng xù, củ xù hết á. Chi cành nó nhạo ha. Chi cành nhạo. Ừ. Nhạo. Rồi lắc lắc nhẹ nhẹ đi. Đó lắc. Ừ. Cái thằng này nó lắc quá trời luôn rồi. Cái thằng này nó lắc đẹp luôn cái này. Rồi đo luôn á. Thằng này thằng lắc luôn á. Này bonsai ok luôn ha. Cái củ là 20 ha. Rồi 20. Cái hoành thân đó. Hoành thân nó 12. Rồi. Cao là 71. Ok. Ngang là 89. Rồi. Rồi. Cây đúng số 10 em giao lưu giá là 1.900.000 ha. Rồi 1.900 anh Tài ơi. À 1.900.000. Đổi luôn. Đây, cái cây này với cây này cũng gốc nhất. Đây cây này bên em bán có 300 ha bà con. Cái củ nhỏ đó. Ừ, nó phân biệt nó nhau ha. Đó, cái kia là nó củ nó bự, cái này hoành củ nhỏ à. Đây phân biệt ở đây đó, để phân biệt đó. Này đây muốn củ nhỏ gốc nhớt nè, đây em bán có 300 ha. Đó. Rồi. Rồi cho bà con coi thử cái. Mười một cút không nhỉ bà không. Rồi một cây rồi cây 11 là cây độc lạ ha. Đây một con thú ha. Một cây cút à, cây cút không nhị quyết hoàng quyết long ha. Tên cũng kỳ ha. Giữ dằn luôn cây này. Đầu kỳ luôn à. Một cái củ ngồi con thú ngồi nè. Cái củ này quá trời luôn. Hơn là ủ sứ giống như hình ủ sứ nó quắn quá trời luôn nhẹ nhẹ điều tay à, nó ủ sứ sao rồi nó là vậy đó. Cây 11 quyết long ha, hoàng quyết long rồi đọc lại cúc hoàng quyết long. Tên là giống như vua chúa vậy bà con. Giữ luôn mới vua hệ bông này mới vua à, nút cũng có nút ha này rồi. Cũng chơi tết được rồi, ha lắc tay điều nhẹ đi. Về hai chậu vua nữa à, ok ha vua luôn bà con ơi. Cây hàng độc luôn, nó quắn nhìn nó quái dữ luôn ha. Đây cái củ. Cái củ này là 41 ha. Rồi 41. Hoành thân nó là 19 á, 20. 20. 20 luôn nè. Cao nó là 63. Rồi 63. Ngang là 67. Rồi. Rồi cây huyết long này em giao lưu giá là 2.200.000 ha. Rồi 2.200.000 củ to. Ờ, củ co giống thú luôn ha, vừa củ vừa thú luôn quắn ha. Rồi. Giống cây sứ à. Này y hệt luôn á. Rồi ok. Rồi cây số 3. Ủa. 12 lộn của bọn rồi. Rồi cây 12 cũng mà cúc 12 cánh ha. À cúc tư long pha lê. Cái này của tên dữ á, này của chủ vườn ta nói ha. À, ghép ta nói ha. À, tư long pha lê. Ừ. Nó một cây quái nữa. Hình này dữ luôn á, rễ quắn lên trên, nó thân nè quắn dài xuống nữa ha. Nó rễ này quắn nè. Quắn bọc qua thân nè đưa xuống dưới gốc luôn nè. Nó rễ tràn ngang mình luôn. Cây này nó quái lắm ha. Cúc pha lê. Rồi đó anh. Đó đâu đây. Khó bông nó đẹp lắm ha, bông nó bông là hôm qua chủ vườn đã đưa coi, bông đẹp lắm. Khó đó. Có đâu đây. Đây em giờ có cái hoành cũ của nó đi. Là 54 nè, đó. 54. Đó. Đó thấy không? Cái hoành cũ vậy ha. Rồi. Cái hoành thân của nó em đo nghe đây ha. Mày cái hoành thân đi. Đây, hoành thân nó là 19 ha. Rồi, 19. Ừ, okay. Rồi. Cao nó là 75 ha. Rồi, 75. Cái ngang nó là 53. 53. Rồi, cái cây số 12 em giao lưu giá 1.900.000 ha. Rồi, 1.900 bà con. Cái này lại rễ nó quái lắm ha. Phân biệt bà con, phân biệt rễ nè, nó rễ đây đưa bọc qua đây nó. Nó chèo qua lưng luôn, vuốt qua đâm xuống dưới đất luôn à. Đó, cái cây này sống mạnh ha.
Cũ rồi, quái về quái luôn á. Rồi giá nó. Rồi giá 1.900.000 ha. Rồi đổi anh đeo ơi. Đại Lộc á. Rồi số 13 là một hả? 13 là một cây đại lộc ha. Đó, đại lộc. Cây này nút nhóc cũng tết chơi được ha bà con. Chân quái luôn rồi. Ê, à, đầy đủ hết nè. Đẹp luôn rồi, ok luôn ha. Có nút có chơi, nút có chơi mà hàng quái nữa, đại lộc quái đẹp luôn á. Thấy không? Cái nhỏ nó quái nhiều mà. Đó. Rồi em đo đo, luôn, đo ngay cái vị trí này ha. Cho ngay cái chùm rễ của nó luôn à. Là 24 ha. Rồi 24. Rồi. Hoành thân nó là 13 ha. Rồi. Cao của nó là 60. Rồi. Ngang là 58. 58 luôn. Rồi cây đại lộc này, 13 em giao lưu giá là 900 ngàn ha. 900 bà con ơi. À, hàng cho tết luôn á, hàng thành phẩm luôn á. Rồi đây một cây đại lộc nữa ha. Chơi nguyên năm luôn. Bông đẹp ha, đại lộc ok ha. Đại lộc là tiền vô ha. Cây 14 ha, nút nhóc cho ha. Đó. Còn thêm nút đó, rồi, lắc đều cho luôn, cây này bao hàng chơi tết luôn, chăm chăm luôn á. Ok nha bà con. Ok luôn. Đế cũng ok luôn. Cây 14. Rồi, đo đi anh. Hoành 20. Rồi, 20. Bộ đế là 35. Rồi. Chiều cao nó là 58. Ok. Đá ngang là 63. Rồi. Rồi, đế nôm ha. Giá rồi, giá 14 là em giao lưu là 1 triệu ha. Rồi, 1 triệu. Bao xếp, bao chậu luôn ha. Đó luôn. Ừ. Phôi ha. Phôi. Rồi, đây. Số mấy vậy? 15 là một ép phôi ha. Lùng lực, lùng lực luôn. Đồ ghẻ quái. Ghẻ quái không. Giá ghẻ anh em nay chơi bán giá phôi bán giá ghẻ luôn. Lâu lâu tình yêu mất hương cái. Hương. Rồi. Rồi ok. Phôi gì ghép là ok luôn ha. Ghép bạch mai hay gì cũng ok. Rồi. Hoành thân nó là 28 ha. Rồi 28. Này. Cao nó là cũng 29. Rồi. Hoành nó bộ rễ rồi. Nè. Là 64. Rồi 64. Rồi mã số 15 em giao lưu là 600 ngàn ha. 600 nha bà con. Ok đổi. Giá là yêu thương luôn đó. Giá này là yêu thương luôn. Rồi bao sống bao ship luôn. Rồi tới cây số 16. Một cây phôi ha, một cốt ha, chỉ cành nó có đủ hết ha. Nó đang nè, sức sống là ok rồi ha. Ê, mạnh khỏe nha bà con. Hôm nay bán giá yêu thương thôi bà con luôn. Ok luôn. Rồi, mã số 16, đo luôn. Hoành là 24. Rồi, 24. Chiều cao là 109 ha. Rồi 109. Rồi mã số 16 em giao lưu là 700 ngàn ha. Rồi, này giá yêu thương nha bà con. Yêu thương luôn. Số điện thoại nha. Rồi số điện thoại em là 0917 359 719. Rồi. Cũng là số Zalo luôn ha. Zalo luôn. Rồi giá mến thương luôn, này bán giá mến thương. Số 17. Rồi. Tiễn em ra đi. Này bán giá tiễn em đi á. Lên đường em. Lên đường. Rồi đo luôn á. Hoành là 24. Trời. Cao là 102. Ủa. Cao là 98. Rồi 98. Rồi giá 17 em giao lưu là 600 ngàn ha. Rồi 600 ngàn bà con ơi. Yêu thương. Bán giá yêu thương luôn. Rồi mã số 18. 18 hả? 18. Rồi 18. Ừ. Đó 17, 18 ha. Rồi. Rồi. Này là giá yêu thương. Một cây lùng lực ha. Tiễn em lên đường. Ừ, cây này lùng lực nè. Rồi đo luôn anh.
Hoành 26. Vô. Cao đó là 44. Rồi. Rồi, cây số 18 em giao lưu là 500k ha. Rồi, 500k. Quá yêu thương. Yêu thương luôn. Rồi, số 19. 19 luôn. Cây dẫn lắc à. Cây dẫn lắc, ok luôn. Nó được sức sống của nó nè bà con. Rồi, mạnh liệt ha. À, mạnh liệt đây nó lúa hết. Nó lúa trơn được, trơn ok luôn á. Này giá này là giá yêu thương luôn. Rồi, đó luôn. Quanh là 21. Rồi, 21. Cao là 63. Rồi. Rồi, mã số 19 em giao lưu là 400.000. Rồi, giá ra đi luôn á ha. Rồi, đi luôn. Ừ, không có ấy. Gặp lại nha. Quá rẻ luôn rồi, nay bán giá ok luôn. Rồi số 20 là giá sập sàn luôn. Ừ, sập sàn luôn. 20. Trời, sức sống mãnh liệt mà con ơi. Rồi. Hoành luôn. Hoành là 20. Rồi, 20. Cao là 65. Rồi, giá yêu thương 400 ngàn luôn. Em này 400. Rồi. Quá yêu thương rồi. Quá yêu thương luôn. Này nói là à, nó... gì đây này là giá yêu thương. Rồi, số 20 là số cuối clip ha. Dạ em chào bà con cả nước ha. Mong con muốn ủng hộ em ha. Rồi, tạm biệt em. Rồi, tạm biệt em.